Kính bạch sư cho con hỏi, con đang học A Tỳ Đàm và Kinh Trung Bộ. Mỗi ngày thời gian rảnh con đều đọc các sách của Tỳ Khưu Hộ Pháp về giới, vi diệu pháp trong cuộc sống, nghiệp và quả của nghiệp. Sau giờ đi làm về, mỗi tối con đều học A Tỳ Đàm, sau đó đọc một bài Kinh Trung Bộ. Sư cho con hỏi, học như vậy đạt hiệu quả hơn so với việc học xong A Tỳ Đàm rồi mới đến học kinh không ạ? Làm thế nào để học hiệu quả nhất? Thưa quý vị đó, khi mà quý vị học và A Tỳ Đàm và Kinh Trung Bộ thì sư không biết quý vị học do ai dạy. Tại vì á, nếu như mà quý vị tự học á, tự nghiên cứu á, thì nó không ổn. Tại vì A Tỳ Đàm cũng thế mà Trung Bộ cũng thế. Nếu mà mình tự học á, thì mình thứ nhất là mình khó hiểu, cái thứ hai là mình hiểu sai. Mà hai phần này, tức là A Tỳ Đàm và Kinh Trung Bộ, thì sư đều có giảng ở trên kênh YouTube của sư đó, tức là A Tỳ Đàm vỡ lòng và lớp Kinh Trung Bộ. Thì sư khuyên, sư có lời đề nghị là nên học lớp A Tỳ Đàm đó mà sư vừa nói. Tại vì sao? Bởi vì nó có sự sắp xếp, có sự lý giải, và đặc biệt là Kinh Trung Bộ thì chúng ta học kèm chú giải. Nhờ như vậy đó thì quý vị sẽ hiểu hơn ha. Rồi, trong trường hợp mà quý vị đang học hai cái danh sách pháp của sư á, là A Tỳ Đàm vỡ lòng và lớp Kinh Trung Bộ, thì quý vị học song song được, và quý vị học riêng từng cái cũng được, không sao hết. Tại vì hai cái nó mang tính chất là bổ sung cho nhau.